Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên mục kho công nghệ. Thì thời gian gần đây, khi mà những chiếc smartphone có màn hình lớn, dung lượng pin trâu và cấu hình cực kỳ mạnh mẽ như iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus hay là iPhone 10 đang thống lĩnh trên thị trường, thì hầu hết tất cả bạn đã quên đi những mẫu smartphone nhỏ gọn nhưng vẫn làm nên tên tuổi của Apple. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá về siêu phẩm iPhone 5 SE, một chiếc máy có ngoại hình nhỏ gọn, hiệu suất cực kỳ cao trong phân khúc giá rẻ. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, cá nhân mình đánh giá chiếc máy này không có sự khác biệt so với đàn anh của nó là chiếc iPhone 5S, nhưng đặc biệt nó lại sở hữu cấu hình của chiếc iPhone 6S. Và Apple đã trau chuốt hơn về màu sơn, nâng cấp cục camera lên 12 megapixel và đi kèm tính năng Live Photo. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều mặt hàng như Zin 99, Line New và chạm bảo hành. Nhưng mình khuyên các bạn ở thời điểm này, nếu muốn chọn một chiếc máy tốt nên chọn iPhone SE bản 32GB, vì nó được sản xuất năm 2017 và đa phần máy đều còn bảo hành chính hãng của Apple. Hiện nay tại điện thoại giá kho đang cung cấp iPhone SE bản 32GB tình trạng gần như mới, số lần sạc ít, thậm chí còn bảo hành dài. Có một ưu điểm nữa, điện thoại giá kho áp dụng cho dòng sản phẩm này là khách hàng có thể dùng thử 3 ngày hoàn trả không lý do, thêm 30 ngày nữa một đổi một và thêm 6 tháng bảo hành toàn diện về phần cứng cũng như phần mềm. Ngoài ra, các bạn còn được tặng combo trị giá lên đến 300 ngàn đồng và còn được giảm 50% khi mua phụ kiện tại điện thoại giá kho. Và vừa rồi là phần chia sẻ kinh nghiệm của mình về chiếc iPhone SE. Nếu như các bạn nào có ý định chọn thêm một chiếc máy để dùng phụ hay là chọn một chiếc máy có giá thành thấp nhưng có cấu hình mạnh mẽ, xử lý tốt công việc hàng ngày, thì hãy chọn iPhone SE. Nó thực sự là một đối thủ đáng gờm với những chiếc máy trong phân khúc giá thấp. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.